Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy may mắn. Thưa quý vị, trong tướng số, nốt ruồi có thể nói lên nỗi ám ảnh giàu sang hay là nghèo hèn. Tuy nhiên thì có một nốt ruồi ở vị trí đặc biệt này bạn ít ai để ý tới nhưng lại đem đến rất nhiều tài lộc cho người chủ. Vậy đó là vị trí đặc biệt nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thường thì không nhiều người có nốt ruồi ở mông. Nốt ruồi ở vị trí này cũng ít khi bị phát hiện bởi vị trí đó quả thật là khá nhạy cảm, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Người xưa cho rằng đó chính là nốt ruồi tài lộc lại nằm ở chỗ kín nên sẽ không bị động tài phát tài, giúp chủ nhân tích trữ cũng như là giữ gìn được tài lộc cho mình. Vì vậy, chủ nhân của nốt ruồi này là người có mệnh phú quý, tiền của ăn cả đời không hết. Cũng theo nhân tướng học thì phụ nữ có nốt ruồi ở mông là người rất khéo tay hay làm, và nốt ruồi ở mông phụ nữ còn cho thấy họ là người có thiên hướng nghệ thuật với các ngành như điêu khắc, hội họa, kiến trúc. Tuy nhiên, những phụ nữ có nốt ruồi ở mông thì trong công việc của họ lại khá là thụ động, trì trệ nên khó đạt được kết quả như mong đợi. Và một ý nghĩa khác về phụ nữ có nốt ruồi ở ngay mông, đó là họ là những người có năng lực nhưng không có phương hướng rõ ràng, khó thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Nói rộng hơn theo tướng học, nốt ruồi ở mông thường là người vừa có tài lại có sắc. Dù là đàn ông hay là phụ nữ cũng đều có năng lực làm việc tốt, khả năng giải quyết nhanh gọn và thấu đáo. Người này có khả năng giao tiếp tốt nên có nhiều mối quan hệ xã hội được mọi người yêu mến. Nên nhờ vậy sự nghiệp cũng khá là ổn định, chuyện tình cảm hôn nhân hạnh phúc, không phải trải qua quá nhiều sóng gió. Tuy nhiên mỗi một nốt ruồi ở các vị trí khác sẽ đem lại những ý nghĩa riêng như sau. Nếu xét tổng thể nốt ruồi ở đâu trên mông cũng tốt, nhưng tốt nhất là khi nó nằm ở vị trí chính giữa mông. Dù là nam hay là nữ, khi có nốt ruồi này sẽ là người sống thọ, sự nghiệp thăng hoa, có thể phát triển thuận lợi trên con đường quan vận. Từ trung niên, cuộc sống sẽ ổn định, gia sản dồi dào, con cháu thì đông đúc, ngoan hiền, hiếu thảo. Người này cả đời không cần phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, sống vương giả, thích gì cũng có. Đặc biệt hơn trong công việc họ là người có chức quyền cao, ai cũng phải nghe theo. Thứ nhất, đó là nốt ruồi ở vị trí mông chạm ghế. Nốt ruồi ở đâu trên mông cũng tốt rồi, nhưng tốt nhất là khi nó nằm ở vị trí mông chạm ghế khi ngồi. Người nào có tướng nốt ruồi này thì rất dễ thịnh, dù là nam hay là nữ thì đều sống thọ. Sự nghiệp thăng hoa từ trung niên, cuộc sống ổn định, gia sản dồi dào, con cháu đông đúc, ngoan hiền, hiếu thảo. Người này cả đời không cần phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, sống vương giả, thích gì cũng có. Đặc biệt hơn, trong công việc họ là người có chức quyền cao, ai cũng phải nể, nghe theo răm rắp. Tiếp theo đó là vị trí nốt ruồi nằm trên mông hướng về phía eo. Nốt ruồi ở mông nhưng lại ở phía trên, gần phần eo thì là nốt ruồi đào hoa. Người này có nhiều mối tình yêu nhau sâu đậm nhưng lại không đi tới đâu cả. Phải đến sau khi kết hôn thì mới ổn định, tình cảm vợ chồng gắn kết, hạnh phúc viên mãn. Cũng nhờ vậy mà cả hai cùng nhau làm ăn, nhanh chóng thành công, phát đạt, thu lợi nhuận cao, giàu có không ai bằng. Nốt ruồi nằm ở dưới, về hướng đùi non. Nốt ruồi ở mông nhưng mọc lệch, hướng về phía đùi, được gọi là nốt ruồi phúc tinh. Đây là điềm báo của người có địa vị trong xã hội, có năng lực xuất chúng, làm gì cũng thành công, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Họ cũng rất tốt tính, sống lương thiện, thích giúp đỡ người khó khăn, nên tích được nhiều đức, con cháu sau này hưởng phúc mà giàu sang, giỏi giang. Hơn nữa, người này rất hay gặp may, gặp họa hóa lành, thoát nạn trong gang tấc, sống trường thọ, đó là vị trí nốt ruồi ở mông sâu bên trong. Người có nốt ruồi ở mông nhưng sâu bên trong gần hậu môn là người rất tài giỏi, đặc biệt quan hệ rộng nên vận trình cuộc đời khá suôn sẻ, nhanh chóng thành đạt, có tiền, có quyền. Họ là người có bản lĩnh, thích khám phá cái mới. Người này nếu đầu tư kinh doanh thì sẽ rất phát, phúc lộc dồi dào. Nốt ruồi này càng đậm màu càng tốt, nó giúp chủ nhân đi đâu cũng gặp được vận may, có quý nhân phù trợ. Nhìn chung cuộc đời của họ quá là hoàn hảo khiến người đời phải ghen tị.
Để nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đó là nốt ruồi màu đậm ở mông. Người có nốt ruồi ở mông thường có đào hoa cực vượng. Nếu như họ sống và làm việc ở nơi mà xung quanh toàn là người cùng giới thì vẫn có nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người khác phái. Thậm chí ở những nơi đó, chủ động tiếp cận và thiết lập mối quan hệ tình cảm với họ. Những người có nét tướng này quả thực là phúc khí dồi dào. Nếu bạn có nốt ruồi ở mông, nốt ruồi màu càng đậm thì càng thể hiện mức độ đào hoa vượng của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ gặp phải những chuyện không như ý, do đi đâu cũng gây sự chú ý thái quá, khiến cho người đời khen thì có nhiều bạn nhưng lại chẳng có mấy người thật lòng với mình. Quan hệ với bạn bè đồng nghiệp thì rất dễ có thể bị cô lập. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 3 trong 12 con giáp khi có nốt ruồi ở vị trí này có may mắn nhất trong năm 2020. Có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Năm Canh Tý là năm tam tai đối với một số con giáp, nhưng cũng là năm mang nhiều may mắn cho các con giáp khác. Trong 12 con giáp năm nay sẽ có 3 con giáp may mắn khi hốt hết lộc về cho mình. Vậy, đó là những con giáp nào? Đứng đầu trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Sửu tiến sang năm 2020. Vận trình của người tuổi Sửu năm Canh Tý sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tý thủy tọa tại thứ tài cát tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế tý và con giáp sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp tý và sửu tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, mệnh chủ tuổi sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bảng An, Thiên Giá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy, con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực. Tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ còn giáp này chẳng cần phải đi kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạn tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn. Con giáp này dễ dàng có tiền trong tay, tuế can lộ xuất thương quan. Trong công việc cần lưu ý kẻ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi. Hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, chọn đời luôn được may mắn, bình an. Trong năm Phạm Tam Tai năm 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên thì chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm, truyền học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng, do chịu ảnh hưởng của thái tuế tý thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe. Mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân gia đình.
vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân tị, dậu, sửu. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta, đó chính là những mệnh chủ tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, con giáp này trong năm không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý, Dần thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế Tý thủy có chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can canh kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được thái tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường các tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an trong cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp tuổi Dần năm 2020, về cơ bản, con giáp này sẽ gặt hái được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Điểm đặc biệt trong năm Canh Tý này là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc, ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cũng cần phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ có cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra, thái tuế là tí thủy, là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ, hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn thái tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận. Vậy nên những người tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc cho người tuổi Dần năm 2020. Trong năm, đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm. Thiên cẩu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay chó để tránh những thương tích không đáng có. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyên học hành thi cử lấy bằng cấp, chuyển việc xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều. Nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình. Đừng lời biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt. Nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Và cuối cùng trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Tỵ. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép, hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó để nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, tuế can canh thổ lộ xuất chính tài, thái tuế Tý thủy gặp chính quan tinh, Tý thủy là Tỵ hỏa xung đột mạnh. Về phần vận khí, sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải, các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang bên mình kim bài thái tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay là việc làm thêm tăng thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại, có điều may mắn thường như là cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này, đó lại là áp lực vô hình khi mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ
thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên, điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020. Đòi hỏi bản mệnh phải bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái tuế năm 2020 cũng mang theo không ít hung tinh gây xung sát cho tuổi Dần, chủ yếu gây họa tán tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ, năm Canh Tý chớ nên chủ quan, tham gia đầu tư mạo hiểm hay cờ bạc đỏ đen. Thái tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền của mà còn có nguy cơ vướng phải vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cẩn trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng, bốc đồng mà chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào bản thân mình dù có chuyện gì xảy ra. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân, nhưng đôi khi lại cảm thấy chán nản, bất mãn khi cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công ăn việc làm của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Trên đây là ba con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong ba con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo để xem có con giáp tuổi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công và thuận lợi trong cuộc sống.